người tới với chị yêu ạ. À, và livestream của em săn sale rồi nhà ơi, váy đẹp 129k mỗi đầu like luôn. Và còn nhiều sản phẩm giá sale cũng rẻ hơn luôn cả nhà, 99.000 có. Đầm mới thì khoảng tầm 2 đến 300.000 các chị nha. Nói chung vẫn rẻ đúng không? So với giá thị trường bây giờ thì nhà em chỉ có 1/2, 1/3 giá thôi. Đây, một em đầm chất liệu này là vải poly chem, có độ co giãn luôn. Đây, form đầm xẻ. Hôm nay em còn size M cho mình, size 129 luôn nha, lễ size rồi tặng luôn. Lễ size rồi tặng luôn 129.000 cho các chị yêu ạ. Mã số giúp em là 1500 nha, 1500 kèm số điện thoại. Eo đầm 72 quay đầu cho em mình chốt nha, để em ghi giá bên dưới nè, 129.000. Rồi, eo dưới 72 mình chốt đơn cho em một váy đang mang nha. Mã số sản phẩm là 1500. Poly chị co giãn, chất có co giãn cho em mặc thoải mái nè. Thái hồng co giãn luôn ha, có túi, nền màu xanh, có bi màu trắng ạ. À, mã số là 1500 nha cả nhà. Ủa sao kỳ vậy ta? Cái chịu thấy like của em mình nó có bị rõ, nó có được rõ hay nó có bị mờ gì không nha, nhớ là bình luận cho em biết nha. Rồi, ghim giá 1500, 129.000 đồng. Chất liệu là vải poly, có độ co giãn cho các chị luôn ha, thoải mái các chị ơi. Cổ vét nè, tay ngắn đạt form xòe dài qua gối của em. Chất liệu em này mềm, mát, dày dặn, không bị xuyên thấu, không cần áo ở trong luôn. Tầm 50-52 cân quay đầu chốt ạ. 50-52 cân quay đầu, em sale 129k. Chị nào khoảng 40 cho tới là 52 cân. Cao cao một chút xíu, có thể 55 vừa nha, cứ đo eo cho em. Eo dưới 72 cho em là được ạ. Giá là 129.000 nha chị Ngọc Huệ. Đúng rồi chị yêu ơi, trên live sale nha, còn tại shop thì không sale. Giá tại cửa hàng vẫn là 450, chỉ có trên live là em sale 129 thôi. Rồi tiếp tục em sẽ qua thêm một em váy nữa cho mình nha. Đây, một em đầm với chất liệu là vải satin lụa nha cả nhà. Hôm nay em có hai mẫu satin, có hai cái đầm satin, một là cái này, một là cái đầm suông này, hai là cái body da rắn này là cũng satin nè. Cái vải này là nhiều chị khách cũng thích dữ lắm. Rất là nhiều chị khách nhà em ưng cái chất satin này, tại vì nó mát, mát lắm mấy chị, mặc vô là mát lạnh luôn. Đó, mà nó mướt nữa nha, rờ vô là trơn láng luôn á. Đây là body da rắn nè. Chị nào thích satin thì mình có thể tham khảo thêm ha. Em qua một cái đầm suông nha cho chị Lê Cường ạ. 2X còn không em? Hết rồi chị ơi. Chấm bi 2X em có kiểu khác. Ủa khoan để em nhớ coi còn nào. À có body. Em có đầm body bi mới về, có đủ size. Hoặc là sơ mi được không? Sơ mi được không chị? Chứ còn cái kiểu em mới mặc nó chỉ còn size M thôi. Em mới mang mã số 1500, nó chỉ có size M thôi ha, 129.000 đồng. Rồi em này mã số là 1481 cho em. Suông nha, form suông chữ A có kèm cái túi nhỏ nè. Form suông có kèm túi nhỏ. Để em coi này nó còn mấy size đây. 1481. Rồi 1481 cho em nha. Hiện tại em đang còn cho mình hai size là XL và 2X nha. 1481 sale luôn là 149.000. Em còn hai size, chị nào 55-65 cân cho em mình chốt. 55-65 cân cho em là vừa mẫu này. Satin co giãn không em? Không chị, satin không co giãn nha. Co giãn là em mới mặc nè. Em mới mặc cái poly nè, co giãn nè, hoặc là nhung nè, lai dông. Đó là những cái loại co giãn nha, chứ còn cái này là không có co giãn. Rồi đầm em mang thì, nhưng mà có cái size nó rộng. Váy em mang được cái là form nó rộng mấy chị. Eo khoảng 86 á. Đầm em mang eo khoảng tầm 86 độ về mặc được nha. 150 cho em đầm luôn xinh ha. Màu tím, tím hồng, hoa cũng màu tím hồng cho em luôn. Giá là 149.000 và em còn size XL với lại 2X nha. Size lớn, mới mặc cái size nhỏ giờ bù qua cái size lớn luôn. Chị nào size lớn thì tham khảo. Form suông dễ mang cũng không kén dáng. 149k cho em mẫu đang mặc thôi. Chị yêu nào chưa có mẫu này đừng gọi nhanh tay giúp em nha. Giá là 149 ạ. Em đang có cho mình là size XL và 2X nha. Form này là form suông. Form này là form suông nha cả nhà. Chị nào thích form suông thì chốt nha.
149 ngàn thôi. Tại shop em vẫn bán là 420. Mẫu em đang mang nè, tại shop 420, trên line sale luôn cho mình là 149 nha. Đẹp rẻ, đẹp rẻ, giao hàng đến tận nơi, hỗ trợ cho các chị yêu xem hàng trước thanh toán luôn. Lấy mẫu nào thì lên đơn sớm giúp em ạ. À, đó, form suông, em mặc đây nó hơi rộng, em phải kẹp nó lại nha. Nên nó rộng sao với em, tại em hết size nhỏ rồi nè. Nó chỉ còn size XL và 2X thôi. Đây, mặc thành form suông cho em như này rất là xinh luôn. Mặc hàng ngày cũng được, tại vì chất nó nhẹ mát lắm. 149 ngàn cho chị Ngọc Lâm luôn ạ. À, 2XL một váy em mang. Cho em xin mã số chị Tuyết ơi, 1481 nha. Lấy mẫu em mang trước 1481, em chào chị Thúy Phan ạ. À, lấy mẫu em mang chốt là 1481 cho em nha cả nhà, 149 ngàn. Shop còn cho mình là size XL và 2X, tương đương sẽ là 55-65 cân nha. 55-65 cân là vừa cho em, còn hai size cuối nhanh tay em chốt đơn luôn. Rồi, cái mẫu này cũng còn ít, em sale nhanh nè. Hôm nay là em nhiều đầm lắm luôn á, nên là các chị nhớ tranh thủ đặt sớm nha. Ngồi dồn đơn 600 được receipt. Đầm em sale rồi đúng không? Từng cái em đã sale riêng luôn rồi. Nhưng mà tổng đơn 600 ngàn thì mình vẫn được miễn phí vận chuyển luôn. Chất rất là mướt nha chị, hàng satin vải mặt êm lắm, mát, nhẹ, thoải mái luôn. 2XL, em bao nhiêu vậy em? Dạ 86 nha. Mẫu đầm em mặc hai mẫu đầm em đang mặc size 2X đó là eo được khoảng tầm 86, mặc vẫn được, đẹp thoải mái giúp em ha. Rồi đây, 1501. Mẫu này em còn cho mình nè, size có mấy đơn à? Em đọc luôn cái số lượng nha. Nhiều khi mình thấy em giới thiệu là đầm nó đủ size á mấy chị, nhưng thật ra size nó có mấy cái à. Đó, đầm này em đọc luôn cái số lượng cho mình nè. 8 cái size M, 3 cái size L, 5 size XL và còn lại là 27 đơn size 2X nữa thôi. Ở đây em mặc lộn size L nên nó hơi rộng với em. Em sẽ kẹp nó lại một xíu nha. 169 ngàn luôn. Em chào chị Quốc Thịnh nha. Trời ơi, hổng giờ livestream bị giảm tương tác dữ quá trời luôn á chị ơi. Sale luôn lấy tương tác nha. Thấy được like của em là thấy giá rẻ rồi. Đây, 169 ngàn cái đầm đuôi cá von kim tuyến nha, mấy cái ô màu vàng mình thấy ở đây nè, là kim tuyến đó. Kim tuyến von nha cả nhà ơi, 1501 cho em ha, 169k. Rẻ đúng không? 169 ngàn đồng thôi mà cái von vẫy lên nè, quá dễ luôn luôn. Đầm von 2 lớp em có kèm túi cho mình, 2 túi. 2 lớp 2 túi khóa kẽ phía sau lưng nha. Bên trong có lót mà chị đâu có mỏng đâu, váy von nhà em là 2 lớp hết. Tất cả các đồng von nhà em đều được may 2 lớp, không bao giờ cái chị sợ xuyên thấu luôn. Rồi, 169k cho em thôi, đẹp, rẻ. Đi chơi, đi tiệc mặc ok luôn nha. Rồi, 99 ngàn hả? Có, đợi em xíu nha. Muốn lên đầm 99 đúng không? 99k để em nghĩa coi nó còn mẫu nào không ta. 99k đúng không? Rồi, thích ôm hay xòe? Thích ôm hay xè hay đầm như nào bình luận cho em biết nha. Mẫu này cũng rẻ, thêm mấy chục ngàn cái đầm em mang nó đủ size hơn một xíu nha, 169 ngàn đồng thôi. Là mẫu mới luôn, em này là nằm trong bộ sưu tập mới về của nhà em luôn. Giá là 169 ngàn đồng. Em mới đọc xong cái chị cũng thấy đó, size đếm như đầu ngón tay à. Đó, có size 3 cái, có size 5 cái, có size 8 cái thôi chứ không có nhiều. Thành ra chị nào ưng thì nhớ chốt sớm cho em. Đây, 169 ngàn đuôi cá chữ A, không có ôm nha. Em này không phải là dáng body, cũng không phải dáng xòe nha, dáng chữ A. Giá là 169.000 đồng. Chị khách nào chưa có mình nhanh tay lên đơn giúp em ạ. À, mã hàng kèm số điện thoại cho em là ok nha. Rồi, em mặc trên người đây, mã số sản phẩm là 1501 nha cả nhà. 1501 kèm số điện thoại cho em ha. Chất liệu em này sẽ là vải von nha chị. Mấy cái kim tuyến ở trên đầm của em á, mình nhìn ở ngoài nó sẽ đẹp hơn ở trên line nha. Ở trên line nhìn xa không thấy luôn. Em lại gần mình thấy nè, cái màu vàng này nè, ở kim tuyến. Bên ngoài nhìn lấp lánh rất là đẹp luôn, giá có 169 à. Những cái đầm em đảm bảo với chị hết hồn, đẹp hơn mong đợi cho em. Chất von mềm, mặc mát và thoải mái luôn. Đang sale còn 169.000 đồng và em còn 4 size cho mình luôn ha. Từ 40 cho tới là 65 cân vừa nha. Rồi, chị nào chưa có lên đơn liền tay cho em. Đây, cái mẫu này em đang sale 99 nè. Cái mẫu này em đang sale cho các chị mình luôn, nó còn có mấy đơn à? Ủa? Rồi.
Hôm nay giảm giá cho các chị luôn nha. Đây, cái đầm này sale 99.000. Chị nào hỏi em 99 đúng không? Chị nào hỏi em 99.000 và ơn có cái bộ này cho mình size M. Cái chị nào size M không? Size M là dưới 50 cân á, em mặc size M nè. 50 cân cho em mặc size M nha, rẻ, đẹp. Đầm xòe von luôn, hai lớp cho em luôn. Giá bình thường 350. Này nó còn có mấy đơn cuối à, em sale tặng cho mình 99.000 nha. Ai size M chốt cho em mẫu này đi, không đẹp là không lấy tiền luôn, thiệt. Nhận hàng kiểm tra cho em trước thanh toán nha, yên tâm. Đây rồi, một và mẫu em mặc trên người là 1465 nè. Đây các chị thấy form không? Dáng đầm xòe dài cho em nha, có túi luôn, cũng là von nổi nha. Mẫu này cũng là von von nổi, nó có những cái bi nổi nè. Đây, nó như cái bi chấm chấm bi mấy chị thấy không? Nó sẽ nổi phía trên vải ha. Rồi 99k cho em ạ. À. Mã số là 1465 nha, 1465. Sale luôn là 99.000, em còn 18 cái size M. 18 cái cuối cùng luôn á nha, hết là ngưng á, không có về lại nha. Cái này em sale bỏ mẫu rồi. Đầm này em không có may thêm nữa nha, hết vải rồi. 1465 cho em. Đó, sale tặng luôn. Chị nào size M chốt được cái giá là 99.000, quá rẻ. Nếu mà mình mặc size M thì chốt đi cái gì, tại vì rẻ so với chất lượng lắm luôn á. Còn không vừa size M thì mua tặng. Mua tặng cho bạn bè, người thân hoặc là tag tên bạn bè vào để bạn mình mua nha. Giá sale cực kỳ hời. Chỉ có bao nhiêu ạ? 99.000 cho mình thôi. Size M cho em là em đang mặc luôn nè, dưới khoảng là 50 cân. Dưới 50 cân là vừa cho em nha. Mã sản phẩm kèm số điện thoại. Đây em ghi giá cho mình 99k đó. Size M eo nhiêu được em? Dạ, nếu em mang mặt đây là eo nó khoảng tầm 70 chị. Size M eo dưới 68-70 cho em là được nha. Giảm luôn còn bao nhiêu? 99.000. Chị Nhã Vi có đơn cho mình luôn. Còn chị nào nữa không? Còn chị nào nữa không? Lên đơn sớm giúp em nha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nha cả nhà. Dù là 99.000 em vẫn cho khách kiểm tra hàng bình thường. Tại vì bao chất mà, đẹp rẻ cho cái chị luôn ha. Hàng này đâu phải 99 là may được đâu. Hàng này em bán bình thường là 300 hơn. Nay lẻ size sale 99.000. Ai size M chốt luôn cho em ạ. 1465. 1465 99.000 đồng. Em có cái mẫu này 99 size to luôn nè. Các chị nào size 2 ý đồng, chuẩn bị đặt đơn nha, chia sẻ cho em 3 lần. Đồ live vô mình cứ chia sẻ trước là không có bị thiệt nha. Chia sẻ trước cho em lúc nào mình đặt cũng được, chốt nhanh hơn hết trơn á. Chuẩn bị lên đầm sale size lớn cho các chị luôn, còn 2 đơn. Còn 2 đơn, một cái M với lại một cái size 2XL em sale sơ mi này báo giá trước cho mình luôn là 99k luôn nè. Đó, đợi em mặc vô em đọc mã rồi mình chốt nha. Hàng sale giá cực sốc luôn. Còn có hai đơn cuối là chị nào nhanh tay chốt được nha. Em này em không có về lại cũng hết luôn. Có nhiêu làm sao nhiêu ha. Em mặc là 1465 nha chị Tuyết Nhi ơi. Mẫu đang mang ạ. À. Mẫu đang mang là 1465. Rồi chị nào ưng cho em chốt nè. Mẫu đang mang mã số là 1465 nha. Rồi nhanh tay nhanh tay. Chất liệu von thì nó sẽ không có co giãn được nha chị Huệ ơi. Von thì mình không có trừ hao co giãn. Mình đo cho em cái size chuẩn đi. Size M em mang là eo dưới 70 á. Đó, nếu mà em mình dưới 70 thì mình chốt nha, 99.000. Đẹp, rẻ, nhận hàng cứ kiểm tra cho em. Không đẹp là không lấy tiền mà. Rồi, lên sơ mi nè. Sơ mi này còn được cái 2X cho mấy chị đây. Một cái M và một cái 2X nha. Không biết có chị nào nhớ mã số đầm này không? Hôm trước về hai màu. Mỗi này buổi trước về hai màu nè. Hôm nay em còn sót lại màu xanh. Em sót lại cái màu đang mang nha, hai đơn cuối sale luôn là 99.000 cho mình luôn. Đây, một cái M với một cái 2X cho em, 99.000 mà được cái đầm sơ mi lụa nha. Nhận hàng cho em với chị R vô thử đi, chất rất là mềm mát. Vải mềm, mặc êm mát mà vải này nó không có nhăn nhầu gì nhiều đâu. Rất là ít khi phải tốn thời gian ủi đồ mấy cái chất liệu này luôn. Rồi, 1486 cho em nha cả nhà. Em còn cho mình là 1M và 1 2X. Ok chưa? Chốt đơn liền. Mã số cho em 1486. Nhanh tay nha, có hai đơn thôi. Chỉ có hai chị may mắn tối ngày hôm nay sẽ chốt được cái đầm này là 99k. Size M cho em eo dưới 70. Size M eo dưới 70 và size 2X cho em mẫu này eo dưới 86 luôn ha, 99.000. 99.000 nha cả nhà. Sơ mi lụa nha, nền màu xanh, hoa cũng màu xanh. Cái màu này không hề kén da nè, màu rất là nhẹ nhàng cho em. 99k một em đầm sơ mi form xòe nha, che dáng tốt. Cứ đầm xòe cho em là không lo lộ dáng ha, 99.000.
Rồi nhanh tay nha. 1486 em mặc size M nè. Eo này 72 cũng được luôn á. Đây. Eo 72 vẫn được cho em cái size M này luôn. Phong khá là thoải mái, có cổ đi làm được. Có cổ đi làm thoải mái, chị đi làm văn phòng mất mình cứ chọn đầm có cổ như sơ mi nè, cổ vest nè, đó hoặc body. Đó em thấy mấy chị khách trung niên là à, mấy chị khách văn phòng hay chọn những kiểu như vậy ha. 99.000. 99.000 cho em nha. Mã số là 1486. 1486 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Chất liệu em này là vải lụa nha. 86 em mang là chất lụa mềm. Rồi 86 em mang là chất lụa mềm nha. Rồi tiếp theo qua một mã nữa nè. Hôm nay giảm giá luôn. Có mấy cái nó lẻ sàn xe cho nó hết nha. Sơ mi nữa không? Cái chị đã có cái sơ mi tay lưới này chưa? Cái tay lưới này em còn cũng ít à, không có nhiều nha. Nên là chị nào mà có thích đó, nhớ chút liền em cũng không có về lại luôn. Tay lưới 42 còn size lớn, XL2X cho em. Size to. Sơ mi tay lưới em chỉ có màu đen thôi nha. Nhưng mà được hình đó là nó có size to. Size to nó dễ, thà là size to cái chị nào mà nhỏ người mình vẫn có thể lấy về sửa lại được. Chứ còn size mà nhỏ hơn mình là thua. Size mà nhỏ hơn là không bon chen được rồi. Size lớn thì bon chen được cho em nha. Đây, tay lưới. Tay lưới mã số là 1542 nè. Hiện tại em đang còn cho mình là size XL và 2X nha. 1542. Rồi, sơ mi tay lưới cho em. Còn hai size cuối cho mình, chụp form lên mấy chị thấy không? Màu đen mặc lúc nào giờ nó cũng gọn hết. Phần tay sẽ phô lưới kim tuyến hình ngôi sao nha. Em còn size XL và 2X ạ. Rồi bây giờ chị nào khoảng 55 cho tới là 65, 67 cân nha. Em này cái chất nó cũng có co giãn nè. 279.000 tối nay cho em. 279. Cái này là sale rồi nha, bình thường là 350. Bình thường like gần đây cái chị xem thấp nhất cũng phải là 350. Hôm nay em giảm luôn 279.000. Một em đầm sơ mi vải siêu đẹp cho mình luôn nè. Đây có độ co giãn nhẹ nhẹ cho cái chị luôn, phối nguyên một hàng cúc ở đằng trước. Phần tay sẽ phô lưới kim tuyến. Cái kim tuyến này em có hai loại nha. Em có cái kim tuyến nhỏ là em đang mang, với em có cái kim tuyến to nữa. Hai cái này là em sẽ giao ngẫu nhiên nha cả nhà. Giao ngẫu nhiên nha, em về tới hai loại kim tuyến cái phần tay áo lận. Đây. Cái kim tuyến to cái nào cũng đẹp. Em thấy kim tuyến to hay nhỏ thì cái nào nhìn nó cũng đẹp với nó lấp lánh hết trơn á. Đó, có chị thì thích cái to, có chị thích cái nhỏ mà hàng này em không có lựa từng cái ra được á, nên là các em sẽ giao ngẫu nhiên cho mình ha. Đây cái tay kim tuyến nhà thấy không? Rất là xinh luôn. Rồi, 1542 cho em nha, size XL và 2X ạ, 55-65 cân chốt đơn. 1542, ui cái 86 em vẫn thấy mấy chị lên đơn quá trời. Đổi qua mẫu này cho em đi, mẫu kia em còn có 2 đơn à. Cái 86 còn có 2 đơn à, mẫu này cho em còn 2 size nè. 1542 nha, 279.000 nha cả nhà. Em sẽ có 2 loại kim tuyến ngay cái tay áo. Đây là kim tuyến to nè, còn em mặc là kim tuyến hình ngôi sao nhỏ nha. Giá 279, đây size 2X nè. Size 2XL nha cả nhà. Ui eo này to đó. Eo này em thấy là thoải mái luôn á. Bước dây đâu rồi ta? Rồi em xíu nha. Cái này eo váy của nó khoảng tầm chắc cũng phải được 88 á cả nhà ơi. 86, 88 quay đầu cái chị ơi chốt nha. Em không tìm thấy đứt dây để đo cho cái chị bữa đo rồi mà em quên cái váy này. Để em coi coi có đo. Có lưu lại chưa ta? 1542 nè, rồi eo 88 đúng rồi. Eo đầm 88 đổ về cho em mặc được nha. Sale còn 279 nè. 279.000 đồng cho em nha. Chị nào chưa có mình lên đơn ha. Màu đen trơn. Màu đen trơn mặc không có sợ là kén dáng. Tròn người ấn người gì mang cũng được hết trơn á. Form này nó cũng không có quá xè đâu. Cái dáng váy em mang nó cũng chỉ là dáng xè nhẹ thôi. Nên là chị nào mang cũng hợp. Đây size lớn nè. 1542 cho em nha. Sale còn 279 nè. Chị Linh Linh nè. 1542 kèm số điện thoại cho em. Giá sẽ là 279.000 nha. Phần tay sẽ phô lưới kim tuyến.
đầm có cổ sơ mi, đi làm đi chơi gì vậy cũng được cho em ha. Rồi qua mã được chưa, còn hai size à, còn có hai size sẽ qua nhanh nha, size XL và 2X. Chị nào ưng thì cứ chốt cho em, thích những cái tông màu đơn giản nhẹ nhàng dễ mang, chốt cho em mẫu này, mặc đi đâu cũng hợp, không la là lỗi thời gì luôn ha. Giá sale 279.000 nha cả nhà. Chất liệu nha em này, vậy cũng cái dạng nó là giống giống poly vậy đó, có độ co giãn nhẹ nhàng, nó cũng dày dặn luôn ha. Sale 279. Rồi qua mã lên một em váy khác cho các chị yêu nè. Em có về à, cái mẫu váy này của em nè, chị nào thích thì tối hôm nay em về, à tối mai em về hàng nha. Hôm giờ có mấy chị hỏi em có đầm kim tuyến chưa, rồi ren kim sa đây nè, em có cho mình rồi, nhưng mà cái này tầm tối ngày mai em mới có sẵn hàng, thì bây giờ chị nào thích thì em giới thiệu trước cho mình ha. Nếu mà muốn cần gấp đó, thì tầm ngày mai có thì chắc ngày mốt là em sẽ giao cho mình nha, tầm qua ngày mốt em sẽ bắt đầu giao hết đơn của cái chị nào đặt trước thì ngày mốt cũng giao luôn. Đây mở nha mấy chị, giá trước để chị nào đang tìm đầm kim sa thì em đã có rồi nha, ngày mai em sẽ có hàng và mốt em giao cho mình luôn. Về đủ size các chị ơi, kim sa toàn bộ từ trước ra sau luôn, rất là đẹp đó. Tối nay thì chưa có thôi, còn tối mai là em có rồi nha. Chị nào ưng thì chờ em ngày mai em giới thiệu cho mình luôn. Nói chút mắt con mấy chị tìm, mắt cho mấy chị đi tìm để không thấy nữa em có hàng nha. Rồi tiếp theo một em đầm, để em xem coi, cả một em đầm nào đây. À lên cho các chị yêu xem một em váy hoa nhí nha. Em hoa nhí thì hiện tại cũng chỉ còn hai size cuối thôi. Hôm trước em về cái kiểu này là ba mẫu hoa, ba màu. Màu này là màu trắng nè, màu trắng nè. Em có hoa nhí màu đỏ với lại hoa nhí màu vàng nữa. Hoa vàng thì còn đủ size nhất. Trắng với lại đỏ nó lẻ size rồi. Bây giờ em lên màu trắng trước nha. Màu trắng này em sẽ còn hai size cho mình. Tay lưới em mang mã mấy? Dạ 1542 chị nha, em có ghim mã bên dưới á. 1542 là em mặc nha. Dáng là dáng xè nhẹ chữ A, dễ mang lắm, tròn người hay ốm người gì cũng được. Mình cứ đo cho em cân nặng, chiều cao, số đo đi rồi em chọn cái size cho nó phù hợp nha. Rồi đây, 1532. Mẫu này em còn hai size cuối là M và L nha. Hết rồi, nó không có về lại đâu. Đây là những cái cuối cùng rồi, chị nào ưng là phải chốt liền cho em. Đây hoa nhĩ xinh xinh. Hoa nhĩ này các chị yêu mặc nhìn nó gọn, nhìn nó gọn người ha. Với lại nhìn cái màu á giống như là nó có kim tuyến, thật ra là không có. Này là von trơn thôi. Von trơn thôi mình, nhưng mà mình nhìn xem cái màu cho em nè, đó giống như là lấp lánh vậy đó. Rồi mã cho em là 1532. 1532 nha, chị nào mê hoa nhĩ thì có mẫu này, 1532. M và L nha, em còn hai size, ML. 1532 shop còn hai size ML nha cả nhà ơi, 40 cho tới là 55 cân nha. 1532 40 cho tới là 55 cân, em sale còn 249 thôi. 350 like trước, hôm nay giảm còn 249.000. Mã số sản phẩm cho em là 1532, chất liệu em này sẽ là von gân ạ. Von gân hai lớp nha. Size L 74 nha chị Đinh Đinh ơi, size L nha em là 74. Tùy nha, tùy cái nữa, thường sai chuẩn á là 74, nhưng mà có những mẫu chất nó co giãn hoặc là dạng suông rộng thì có thể lên được tầm 76 hoặc là 78 đó. Cái nào mà nó khác cái số đo một xíu sẽ có giới thiệu cho mình, còn lại thường là sai chuẩn. Đây em mặc cái chị cứ đặt cho em sai chuẩn nha. 40-55 cân form nè, xè nhẹ rất là xinh, bên trong có lót, mẫu đây không có túi à. 32 không có túi nha, chị nào về tìm túi không thấy nữa đó. 1532 là váy xè trơn hai lớp với lại khóa sau chứ không có túi. 249 thay cho em mẫu này, 249. Màu này đẹp ha, màu đen trắng dễ mang, không có kén da kén gì hết. 249.000 đồng, chị nào chưa có đặt hàng cho em, mã số sản phẩm là 1532. Size M 50 cân được không em? Được. Size M 50 cân có thể được, chị đo eo cho em đi, eo dưới tầm 70 nha. Eo dưới tầm 70 cho em á, mình chốt cho em size M nha. Còn eo mà từ khoảng là 71 cho đến 74 á thì mình lấy cho em là size L. Em có may sẵn hết rồi, may sẵn số đo hết trơn rồi, mình cứ đặt đơn cho em mã số sản phẩm, số điện thoại. Đó, còn size số bao nhiêu thì sẽ có nhân viên tư vấn ha. ML cho em hai size cuối cùng, hết rồi nha, không về thêm đâu. Hôm nay em còn bao nhiêu là em sale hết thôi, là ngưng luôn. Giá là 249.000 cho các chị yêu ạ. Em còn hai size cuối cùng là M và L nha. Rồi tiếp thêm qua mã nè, sơ mi nha.
sơ mi trắng nha các chị đi, màu này đẹp ghê luôn, mà mỗi lần giới thiệu nó không có thấy rõ được cái màu, lúc thì nó bị sáng lúc thì nó bị tối, mỗi lần mặc mấy cái đầm trắng này nè, em có hai cái đầm trắng mỗi lần giới thiệu là khó lắm mày ơi, chụp hình đăng lên thì còn nhìn rõ hơn. Ai chị nào muốn coi hình rõ không, ví dụ như mình thích cái đầm đó mà coi trên live nó không có được rõ ha, mình nhắn tin em gửi hình cho mình xem, nhắn tin em chụp hình xong hết rồi em gửi cho mình xem nó dễ hơn. Nhiều mẫu livestream nó không có đẹp mấy chị, ở ngoài thì đẹp mà lên live thì nó không được đẹp, do cái màu nè, rồi do là cái form váy lên màu màu cái chị thấy không có thấy được cái chi tiết của đầm. Như em này màu trắng cái chị nha, nó sẽ có lúc hơi sáng lúc hơi tối xíu nha, ở ngoài nhìn đẹp hơn. Đây trắng hoa tím sơ mi von cho em ạ, mẫu này cũng là von hoa nổi luôn. Rồi em này cũng là von hoa nổi cho các chị luôn ha, 1470 nha, em còn 3 size sơ mi von 1470 nha, form xòe von hai lớp, von nhà em là hai lớp hết không mỏng, 1470 em còn 3 size là size L, size XL và size 2X, rồi giảm luôn còn 249 ạ. 249.000 đồng. Sơ mi có túi không em? Có, cái này có túi nha. Đây, hai túi. Sơ mi trắng em mặc sẽ có hai túi hai bên cho mình luôn, rất là tiện lợi ha. Chị nào thích đầm có túi thì chọn cho em nè, 249 thôi. Quá rẻ luôn, cả một cái đầm dài luôn. Cả một cái đầm sơ mi dài và còn rẻ hơn cái áo là ngoài thị trường đang bán luôn á. Form xòe chị, form xòe. Chị thích sơ mi ôm em cũng có nha. Sơ mi suông nè, em có là dáng sơ mi xòe nè, sơ mi suông và sơ mi ôm. Thì cái mẫu này sẽ là form xòe nè, xòe nhẹ thôi, không có kén dáng đâu. May kèm hai túi. Form xòe nhẹ qua gối của em có kèm hai túi, giá là 249 ngàn ngày hôm nay. Duy nhất trên like thôi nha, các chị lưu ý tranh thủ đặt đơn liền nha. Ngoài like sẽ không được giảm giá nha cả nhà. Nè, nền trắng hoa tím, hoa màu hồng tím và nó sẽ có hoa nổi phía trên nữa. Cái vải này đẹp lắm nè, mình thấy cái hoa ẩn ngẩn ở đây không? Đó, nó sẽ nổi phía trên nha các chị luôn ha. Viền thêm cái cổ áo khác màu. Đó, nổi bật chưa? Khóa thì được may sau lưng nè. 1470 cho em ạ. 249.000 đồng 3 size nha, LXL và 2X, khoảng 50 cho tới là 65 cân vừa. Em có size cho mình nha, 50 tới 65 cân các chị yêu mình chốt đơn nè. Mã số sản phẩm cho em ha, 1470, em ghi ở bên dưới chưa ta? 1470 nha. Sơ mi đi làm được chứ chị, vô tư có cổ là mặc đi đâu cũng được hết. Có cổ như này vừa size vừa lịch sự, mặc đi làm đi chơi đi đâu cũng được cho em. Giá là 249 ạ. À, màu trắng chị nha, màu trắng này nó ở ngoài nó trắng, gọi là trắng sao ta? Đẹp lắm. Không biết giới thiệu sao luôn, cả nhà ở ngoài nhìn rất là dễ thương. Trẻ mặc được, trung niên mặc được. Em này cái màu nó không có bị kén da nha. Thấy nó hoa này kia, thấy nền trắng vậy thôi, chứ mặc không có kén da đâu mấy chị. 249 thôi, quá rẻ để mua trải nghiệm luôn. Tất cả đơn hàng nhà em đều được kiểm tra nha. Mua váy bên em mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, giao đến tận nơi hỗ trợ cho các chị xem hàng luôn. Đây 249 cả một cái đầm sơ mi, rẻ hơn mua một cái áo ngoài thị trường luôn ha. Giá sẽ là 249 ngàn nha cả nhà, sale trên line. Sale trên live không áp dụng giá bán này bên ngoài nha. Rồi lên đầm sale tiếp nè. Lên váy cách tân ha. Em này còn hình như size nhỏ. Để em xem coi. Rồi 1530 cho em nha. Đây lên xe cho các chị yêu mẫu này luôn. 1530. Váy này có 139 à, rẻ ơi là rẻ luôn á. Đầm von hai lớp cho em luôn, mẫu này là tới ha. Mẫu này là nó tới hai khúc vải lận nè, phía trên là von hoa nè, phía dưới là von trơn nha, nhưng mà em may liền nha. Cái kiểu này là kiểu váy liền chứ không phải váy rợt. Em may đính liền luôn. Mẫu em mặc là 1470 chị yêu nha, mẫu đang mang 1470. Em mới thấy chị khách comment đâu. 1m65, nặng 58 cân hả chị? Mình đo cho em thử cái phần eo nha. Với cái số đo của chị á, nếu mà eo dưới 78 thì chị mặc giúp em là size XL là ok. Còn trường hợp mình đo mà eo mình lên tầm là 80 đến 84, khoảng tầm 80 cho đến 84 á, thì mình lấy giúp em là size 2X đó chị. Đo thử giúp em phần eo nha. Eo dưới 78 lấy XL, eo từ 79 đến 84 lấy giúp em là 2X nha. Đó, là số ký của mình đo thêm eo là nó sẽ ra nha. Rồi 139 ngàn mẫu này xinh nè.
hai khúc vải luôn. May cái em này cũng tốn công dữ ha, ghép vô cho cái chị mình luôn, may liền nha. Em này là váy liền, áo và chân váy sẽ may liền từ đây nha, không phải là váy rời. 139.000 đồng cho em nha, mã số là 1530. Rẻ không? Bình thường 350. Bình thường mẫu này trên line vẫn bán 350 một cái, nay sale có 139, không mua là tiếc nha. Size M cho em mẫu váy đang mang, 139 eo dưới 70. Size M em còn nha, eo dưới 70 cho em vừa nè, 139.000 ha. Em còn một cái size 2X nữa nha. Em mới phát hiện ra là còn thêm được một cái size 2X nữa nè. Trời ơi, nay chị nào size 2X hốt được em này. Đây, nhận hàng nhớ kiểm tra cho em, nếu mà cảm thấy ưng ý hài lòng cho em xin một cái review nha mấy chị. Lần nhận hàng xong mà ok ưng nè, thấy rẻ nè, thấy xứng đáng với giá tiền mình bỏ ra, thì hôm sau cái chị nhớ quay lại cho em xin một cái review nha. Đây, size 2XL, còn đúng một đơn 2X, còn đúng một cái 2X em đang cầm ở trên tay, chị nào eo 84-85 chốt. Còn lại là size M. Size M là size đang mặc nè, size M thì còn khoảng tầm là 20 đơn nữa, giá 139.000 đồng luôn. 139k cho em mẫu đồng này nha, đi làm, đi tiệc, đi chơi đều rất đẹp luôn ạ. Mã là 1530, đây 139, tại shop 450, qua shop em mẫu này 450, trên line không cần đi đâu hết, ở nhà đặt hàng, em giao đến tận nơi luôn, bỏ ra có mấy giây mình chia sẻ thôi là mình đã chốt được em đồng 139.000 rồi. Đây là váy xòe nha, chân váy màu đen không lo lộ dáng luôn. Đó, 1530 cho em ha, size M và một cái size 2X. Size M thì còn khoảng tầm 20 đơn nữa nha, chỉ có size 2X nè là còn có một cái thôi, là các em đang cầm luôn á. 2X nó chỉ còn có một cái nha, 139.000 cho em luôn ạ. 139, shop còn size M và 2X, chị nào ưng chốt đơn cho em luôn. Mã là 1530, chị Ngọc Minh ơi cho em xin mã số ạ. Chưa có mã chưa lên đơn được nha. Nhiều váy lắm, em rất là nhiều đầm. Cái kiểu này em còn một màu nữa nè. Em còn một màu nữa sẽ là áo màu đen hoa. Áo đen hoa này thì là 1529 ạ. 1529 nha cả nhà, em đang cầm nha. Hai cái này form giống nhau, cái em mặc với cái em cầm nè, cùng form nó khác là khác cái màu nè đó, khác cái thân áo ở phía trên thôi, còn ở dưới thì nó cũng là xè trơn màu đen giống nhau, ở phía dưới là von trơn, khác là khác cái von hoa phía trên nè. Rồi, chị đã thích màu đen không? Màu đen form giống em mang, mã số là 1529. Tại vì nó cùng form á, nên là em sẽ cầm cho mình xem ha. Hai cái này lên form giống nhau, em ướm cho mình coi nè. Cũng là size M em mặc nha, mẫu đang cầm trên tay em là 1529. Nền đen hoa sẽ là 1529, em sale bằng giá luôn 139.000. Cho cái chị dễ lựa luôn, giờ là ưng màu nào chốt màu đó thôi. Thích màu xanh sẽ là 1530 và thích màu đen sẽ là 1529 ạ. Cùng form, cùng giá và hiện tại lễ size giống nhau. Size M dưới 50 cân và eo dưới 70 nha. Màu đen là chốt 1529 nhớ nha. Hai mã số khác nhau đó. Khóa sau nè, nói chung nó y chang cái em mang vậy đó. Nó khác cái hoa này thôi, em cho mình xem gần. Đây là hoa nền đen 1529. Eo 72 hả chị Lan Nguyễn? Eo 72 mặc có em sợ là kiểu như nó vừa